Thưa quý vị, số liệu mới công bố của Tổng cục Hải quan cho thấy, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm tới hơn 10 tỷ đô la Mỹ chỉ trong 3 tháng đầu năm. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị siết quy định về đặt cọc mua bán bất động sản hình thành trong tương lai. Quý vị đang theo dõi Nhịp sống Kinh tế và sau đây là các tin tức thị trường. Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh khoản chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu. Trong quá trình rà soát, tổng hợp các khoản chi phí xăng dầu hàng tháng do doanh nghiệp báo cáo, Bộ Tài chính nhận thấy một số chủng loại xăng dầu không có dữ liệu về chi phí để tổng hợp đánh giá. Có khoản chi phí tăng, có khoản chi phí giảm nhưng đều ở biên độ thấp, không có biến động bất thường. Theo dõi các khoản chi phí tại các kỳ rà soát tổng hợp từ đầu năm 2023 đến nay, Bộ Tài chính nhận thấy có biến động tăng giảm nhưng ở mức thấp. Do đó, Bộ đề xuất bỏ quy định trước ngày 20 hàng tháng rà soát tổng hợp, thống kê các chi phí liên quan đến kinh doanh xăng dầu. Nếu mua được vé máy bay không đồng, hành khách vẫn sẽ phải trả từ trên 540.000 đồng thuế phí cho một chuyến bay trong nước. Thực tế, vé máy bay không đồng chỉ là mức giá cơ bản, chưa bao gồm thuế phí. Dù giá vé là không đồng, nhưng người mua vẫn sẽ mất một khoản thuế phí theo quy định hàng không. Tổng các khoản thu thêm của Vietnam Airlines là 650.000 đồng, của Vietjet Air là 550.000 đồng, của Bamboo Airways là 537.000 đồng, của Viettravel Airlines là 540.000 đồng. Đáng chú ý, vé máy bay không đồng thường cắt hết hành lý ký gửi, hành khách chỉ có hành lý xách tay, điều kiện vé là không hoàn, không đổi, nên người mua cần lựa chọn và suy nghĩ kỹ trước khi thanh toán vé. Việc Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu khiến giá trái cây liên tục tăng và thiết lập mặt bằng giá mới, giúp nông dân chuyển từ thua lỗ sang lãi cao. Các nhà vườn có lãi lớn khi giá các loại trái cây tăng lên mức đỉnh lịch sử. Trung Quốc tăng mua, tiêu dùng tại thị trường nội địa thuận lợi khiến giá mãng cầu xiêm mua tại vườn tăng từ 18 đến 25.000 đồng một kg, tăng khoảng 6 đến 10.000 đồng một kg so với cùng kỳ năm trước. Giá sầu riêng tuy đã hạ nhiệt so với mức đỉnh, song vẫn neo cao từ 80 đến 100.000 đồng một kg tùy loại. Tại các tỉnh miền Tây, các vựa thu mua mít với giá 39 đến 42.000 đồng một kg, trong khi trước đó giá chỉ trên 10.000 đồng một kg. Giá xoài cát Hòa Lộc tại Tiền Giang là 84.000 đồng một kg, tăng 11.000 đồng một kg so với tháng trước. Xoài cát Chu là 38.000 đồng một kg, tăng 3.000 đồng một kg. Hàng loạt ngành lĩnh vực xuất khẩu suy giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước do doanh nghiệp mất đơn hàng, giảm lượng xuất khẩu. Tổng cục Hải quan cho biết, chỉ trong 3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã suy giảm hơn 10 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 3 tháng năm 2023 đạt 79,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,8%, tương đương gần 10 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Có 37 trên 45 ngành hàng lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam suy giảm giá trị. Đáng kể, có những mặt hàng giảm trên 40% đến gần 100% giá trị kim ngạch. Phân bón các loại giảm giá trị xuất khẩu trên 40%, mặt hàng than xuất khẩu suy giảm tới 98,6% giá trị xuất khẩu, chỉ đạt 1 triệu đô la Mỹ. Các loại sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm gỗ cũng suy giảm kim ngạch trên 30%. Chênh lệch tỷ giá gia tăng khiến doanh nghiệp dù đã đẩy mạnh xuất khẩu về lượng, song khó gia tăng được giá trị xuất khẩu. Tác động của việc giảm giá cước vận tải biển được các chuyên gia nhận định sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2023-2024. Theo Freighters Baltic Index, giá cước vận tải biển container toàn cầu đã rơi xuống mức 1.416 đô la Mỹ cho một container 40 feet, mức thấp nhất trong hơn 3 năm kể từ cuối tháng 3 năm 2020. Thực tế, chỉ số này đã liên tục giảm mạnh trong hơn một năm trở lại đây. So với đỉnh, giá cước vận chuyển container đã giảm sâu đến 87%. Các doanh nghiệp vận tải biển trong nước như vận tải và xếp dỡ Hải An dự kiến lợi nhuận sau thuế giảm 40%. Vosco đạt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế giảm hơn 67%. Viconship đạt mục tiêu lợi nhuận trước thuế giảm 45,5%. VIMC dự báo lợi nhuận trước thuế giảm 23,7% so với năm trước. Lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước giảm giá đô la Mỹ trong năm nay, trong khi đó giá vàng thế giới giảm mạnh mất mốc 2.000 đô la Mỹ một ounce, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động. Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm giá bán đô la Mỹ từ 24.780 đồng xuống 23.730 đồng, tức giảm 50 đồng so với tuần trước. Giá mua vào được giữ nguyên mức 23.450 đồng một đô la Mỹ. Giá mua bán đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại khá ổn định. Vietcombank niêm yết tỷ giá đô la Mỹ ở mức 23.250-23.620 đồng một đô la Mỹ. Giá vàng thế giới hiện ở mức 1.992 đô la Mỹ một ounce, giảm 16 đô la Mỹ xuống dưới mức quan trọng 2.000 đô la Mỹ một ounce. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra đi ngang ở mức 66,45-67,05 triệu đồng một lượng.
Tình trạng ngân hàng thừa vốn nhưng doanh nghiệp, người dân khó tiếp cận đang diễn ra. Các chuyên gia cho rằng cần gia hạn nợ gốc, giảm lãi suất để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Việc liên tục giảm sâu về vùng 1% một năm cho thấy thanh khoản của các ngân hàng đang ở trạng thái dư thừa lớn. Trong khi đó, dù lãi suất đã giảm 2% một năm, nhưng với doanh nghiệp, mức lãi suất khoảng 11-12% một năm vẫn quá cao, trong khi các đơn hàng sụt giảm mạnh trong quý 1, doanh nghiệp vẫn chưa được hoãn, giãn nợ. Thực tế, hiện nay nhiều người dân, doanh nghiệp gần như không thể tiếp cận vốn ngân hàng do các tổ chức tín dụng đều thắt chặt việc cho vay, dù cơ quan này luôn nói rằng vẫn tập trung nguồn vốn cho sản xuất và nhiều chỉ số cho thấy hệ thống ngân hàng đang trở về giai đoạn thừa tiền, thanh khoản dồi dào, lãi suất qua đêm giảm sâu. Dù thị trường gần như đóng băng, nhưng trong quý 1, mặt bằng giá sơ cấp của bất động sản nghỉ dưỡng được chủ đầu tư điều chỉnh tăng khá cao và áp dụng nhiều chính sách chiết khấu. Mặc dù nguồn cung sụt giảm tới hơn 80% so với cùng kỳ năm trước, sản phẩm Condotel gần như vắng bóng trên thị trường, thanh khoản ở mức rất thấp, tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt 7%, nhưng mặt bằng giá sơ cấp bất động sản nghỉ dưỡng lại được nhiều chủ đầu tư điều chỉnh tăng so với cuối năm ngoái, áp dụng chiết khấu lên đến 40% giá chào bán, quay trở lại mức giá ở thời điểm quý 1, quý 3 năm 2022. Diễn biến này gây nhiều bất ngờ bởi thời gian qua, bất động sản nghỉ dưỡng chưa có tín hiệu khởi sắc, phục hồi chậm hơn so với các phân khúc còn lại. Chưa kể các vấn đề pháp lý với bất động sản nghỉ dưỡng vẫn đang là trở ngại lớn cho các chủ đầu tư. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ Xây dựng kiến nghị siết quy định về đặt cọc mua nhà ở hình thành trong tương lai. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị quy định chủ đầu tư dự án bất động sản khi huy động vốn bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai chỉ được nhận đặt cọc sau khi đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư. Giá trị đặt cọc không quá 5% giá trị nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Đối với bên bán đất nền, phân lô tách thửa hình thành trong tương lai không nằm trong dự án bất động sản thì chỉ được nhận đặt cọc sau khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tách thửa theo quy định của pháp luật về đất đai và giá trị đặt cọc không quá 5% giá trị nền nhà hình thành trong tương lai. Thông tin vừa rồi cũng khép lại Nhịp sống Kinh tế hôm nay, chương trình phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 trên Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.